Cặp đôi vợ 65, chồng 28 tuổi quyết định thụ tinh nhân tạo để có con. Chuyện tình yêu đôi đũa lệnh của người phụ nữ 65 với chàng trai 28 tuổi gây sốt toàn Trung Quốc khi đứng trước áp lực sinh đẻ đã quyết định thụ tinh nhân tạo. Chủ tử là chàng trai 28 tuổi đến từ vùng nông thôn Hà Nam, Trung Quốc với đồng lương mỗi tháng chỉ khoảng 2.000 nhân dân tệ, 7 triệu đồng. Anh không thể có cuộc sống dư giả, vì vậy hai lần cầu hôn bạn gái đều bị từ chối thẳng thừng. Nghĩ quẩn, chàng trai trẻ định nhảy sông tự tử để chấm dứt đau khổ. Bỗng nhiên lúc đó, có một bác gái tiến đến khuyên can, động viên, giúp chủ tử nghĩ thông suốt, bỏ đi ý định dại dột. Đó là bà Lao Cần, năm nay đã 65 tuổi, chồng đã mất. Các con đều đã trưởng thành. Sau đó hai người giữ liên lạc và thường xuyên nói chuyện, nhắn tin cho nhau. Chủ tử dần nảy sinh tình cảm, tỏ tình với bà Cần, nhưng người phụ nữ 65 tuổi kiên quyết từ chối. Tuy vậy chàng trai trẻ không bỏ cuộc, tiếp tục theo đuổi chân thành. Cuối cùng, hai người cũng nên duyên trong sự ủng hộ của gia đình. Sau một thời gian gặp gỡ, hai người quyết định đi đến hôn nhân. Gia đình trụ tử rất mong mỏi, được bế cháu nối dõi, đứng trước áp lực sinh đẻ, bà Cần cho biết, nếu trụ tử muốn có con, tôi sẽ thử cách thụ tinh trong ống nghiệm. Thụ tinh nhân tạo là phương pháp quen thuộc để hỗ trợ các cặp đôi hiếm muộn. Tuy nhiên trước giờ, phương pháp này chỉ được tiến hành khi cả hai đều trong độ tuổi sinh đẻ. Câu hỏi được đặt ra là, bà Cần năm nay đã 65 tuổi, liệu việc thụ tinh có nên được tiến hành? Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện, các bác sĩ đã tư vấn vợ chồng bà Cần, có thể sử dụng ống nghiệm để nuôi trứng, nghĩa là sử dụng trứng của bà Cần để kết hợp với tinh trùng của chồng là trụ tử. Vì tuổi tác không thích hợp cho việc mang thai và sinh đẻ, nên khi trứng được thụ tinh thành công, sẽ được cấy vào tử cung của người thứ ba nuôi dưỡng. Bác sĩ cho biết, có rất ít phụ nữ có trứng sau khi mãn kinh, nhưng không phải là không thể. Có trường hợp 70 tuổi ở nước ngoài vẫn sử dụng trứng để tạo em bé thành công. Hiện tại bà Cần và trụ tử đang trong quá trình khám xét nghiệm sức khỏe để đảm bảo cho việc thụ tinh nhân tạo. Thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm. IVF là gì? Quy trình IVF khởi đầu bằng việc kích trứng ở người phụ nữ. Sau khi đạt yêu cầu, trứng được lấy ra từ buồng trứng của người mẹ hoặc người hiến tặng. Sau đó, tinh trùng được bơm vào các trứng và tạo thành phôi thai. Những phôi thai này được nuôi trong phòng thí nghiệm vài ngày, sau đó một hoặc hai phôi thai khỏe mạnh nhất sẽ được cấy vào buồng trứng của người mẹ hoặc người mang thai hộ. Tỷ lệ thành công của thụ tinh ống nghiệm là bao nhiêu? Tỷ lệ thành công khi thụ tinh trong ống nghiệm đạt khoảng 40%, con số này sẽ giảm chỉ còn từ 2 đến 10% đối với phụ nữ lớn tuổi. Tác dụng phụ gây ra khi tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Về mặt tác dụng phụ, hầu như chỉ ảnh hưởng đến người phụ nữ sau khi được cấy phôi vào tử cung. Những triệu chứng được ghi nhận là đau bụng nhẹ, chướng bụng, rỉ dịch âm đạo có lấm tấm máu. Nếu bạn bị xuất huyết âm đạo, đau vùng chậu, tiểu máu hoặc sốt cao, hãy đến bác sĩ để kiểm tra gấp. Quá hâm mộ chuyện tình, cô dâu 62 bất ngờ được fan hâm mộ viết thư xin kết bạn, khoe rối rít. Cách đây không lâu, cô dâu 62 bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp bức thư của fan hâm mộ gửi cho hai vợ chồng. Sau khi có loạt phát ngôn gây sốc, thậm chí thách thức cư dân mạng anti-fan khiến dân tình dậy sóng, cô dâu 62 lại bất ngờ đăng tải hình ảnh bức thư của người hâm mộ gửi cho mình với mong muốn được kết bạn với hai vợ chồng gây xôn xao. Bên cạnh những hình ảnh chụp bức thư ngắn là dòng trạng thái mùng 1 sớm mai, chúc ngày mới tháng mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Nội dung bức thư có viết: thân gửi anh chị Thu Sao, Hoa Cương, mình tên là Hồng, là người hay xem YouTube. Được thấy anh chị rất hạnh phúc, rất vui tươi, rất sôi nổi. Hồng rất ái mộ anh chị. Vì vậy, Hồng mạo muội viết những dòng chữ này gửi đến anh chị xin thân kết bạn. Hồng cho số điện thoại với nhau để kết bạn với nhau hai anh chị nhé. Khi anh chị nhận được những dòng chữ này, nhớ alo cho bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Sau khi những dòng trạng thái cùng những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, cô dâu 62 đã nhận được sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh những bình luận ngưỡng mộ, chúc phúc cho cặp đôi này thì vẫn có những bình luận mỉa mai, chửi bới. Bên cạnh đó, đây không phải lần đầu tiên fan hâm mộ gửi thư cho vợ chồng cô dâu Thu Sao và chú rể Hoa Cương.
Trước đó, còn có không ít người không ngại đường xá xa xôi đến tận nhà của cặp vợ chồng cách nhau 36 tuổi này để có thể gặp gỡ họ ngoài đời thật, cũng như nói chuyện tâm sự về sự ngưỡng mộ của bản thân dành cho họ. Thậm chí, có những người còn thường xuyên lui tới spa của vợ chồng Thu Sao để chăm sóc da mặt hay tới để uống cà phê với mong muốn được nói chuyện, gặp gỡ cặp vợ chồng này hàng ngày. Vậy mới nói, dù bị không ít người phẫn nộ, tức giận, chửi bới vì cặp đôi này dính khá nhiều phốt, chẳng hạn như thách thức, chửi bới cư dân mạng, bị alo cho những người bán hàng online, thẩm mỹ viện hay lấy tình yêu ra để hám fan PR cho chính tiệm spa của mình, thì vẫn có nhiều người bên cạnh ủng hộ, thậm chí là yêu mến, hâm mộ cặp đôi này. Tuy nhiên mong rằng, bằng những tình yêu của những người hâm mộ dành cho mình, cặp đôi này hãy yêu nhau bằng tình yêu không phân biệt tuổi tác của mình. Đừng lợi dụng sự nổi tiếng, tình yêu đẹp ấy để PR bản thân rồi chửi bới, thách thức cư dân mạng. Bởi lẽ, tình yêu đẹp ấy không phân biệt tuổi tác ấy chỉ đẹp khi bản thân mình không lợi dụng nó, lấy tình yêu ấy ra để vụ lợi cá nhân. Nếu không, tình yêu đẹp thế nào cũng sẽ sớm tan vỡ mà thôi. Nhìn chiếc áo lót vợ khâu chằng chịch, tôi nhận ra vì sao mình lại có nhà 5 tỷ để ở. Nói thật, nhiều lúc tôi thấy chán vợ kinh khủng, đúng là nhà quê có nòi. Không hiểu sao tôi lại chọn được cô vợ có tính tiết kiệm đến quắt queo cả người như thế. Vợ tôi ăn ít lắm, bữa nào cũng chỉ lưng cơm, vài gấp rau, miếng đồ mặn là đã kêu no rồi. Còn bao nhiêu trong mâm cứ ép tôi với các con ăn hết. Thành thử ra tôi cứ béo quay, còn vợ ngày càng gầy như con mắm. Cô ấy tiết kiệm thôi rồi, đến mức mà cái áo rét giờ mặc không phải là trong thời gian lấy tôi đâu nhé, từ năm học cấp 3 mới kinh dị cơ. Bao nhiêu lần góp ý, bảo bỏ cái áo đấy đi, nhưng cô ấy nói, em mặc vẫn vừa như in mà, xé cái hoa kiểu trẻ con đi là hợp. Nhiều lần dẫn vợ đi liên hoan cuối năm ở công ty mà tôi đến là ngại. Vợ của các đồng nghiệp khác thì váy nọ áo kia, vợ mình dẫn diện nguyên cây quần vải áo hoa, trong quê mùa không chịu nổi. Nhiều lúc tôi nhắc vợ, em để tiền ra mua vài bộ đồ đẹp đẹp tí mà mặc, trông cứ như quả đen ấy. Thôi, em không quen, tiền đấy để mua quần áo cho con. Đấy, cái gì cũng bảo để phần chồng, phần con cơ. Tôi cũng chưa bao giờ thấy vợ tô son. Trong túi của cô ấy, sang nhất, chỉ có lọ sáp nẻ và cái lược thôi. Nói thế không phải là chê vợ đâu, mà tôi chỉ thấy buồn khi người đàn bà đi bên cạnh mình lại không biết trau chuốt, làm đẹp cho bản thân như người ta. Có lần tôi bảo vợ, em ép tóc đi, trông vừa sơ vừa rối. Mắt vợ sáng long lanh, rồi cũng bảo đi ép tóc. Nhưng một lúc sau về, vẫn y chang như cũ. Tôi hỏi sao không làm, thì mặt cô ấy ngắn tủn. Đắt lắm, chỗ nào rẻ cũng 500-600. Tôi đến là chán vợ, 500.000 mà cũng tiếc. Tôi cũng không thể trách cô ấy được, bởi lẽ đó là tính của mỗi người rồi. Cô ấy sinh ra ở quê, nhà nghèo lắm, lên đây học cao đẳng sư phạm. Từ lúc là sinh viên, đã phải vừa làm vừa học, chắt bóp căng ke từng đồng một để có tiền trang trải. Nhiều lúc nghĩ tôi thấy thương vợ nhiều hơn chê cô ấy quê mùa, không chịu thay đổi. Ra trường đi làm một thời gian lưng bèo bọt, cô ấy quyết định nghỉ hẳn, mở một cửa hàng gạo ra bán. Còn tôi thì làm công chức nhà nước, lương tính theo bậc nhưng được cái tiếng có công ăn việc làm đàng hoàng, quần áo lúc nào cũng chỉnh chu tươm tất khi ra khỏi nhà. Bố mẹ tôi ở đây nhưng không phải là giàu, ông bà bán suất đất, chia đôi cho tôi với thằng em trai, mỗi người được hơn tỷ. Tôi đưa vợ gửi ngân hàng để khi nào đủ thì mua cái chung cư bé bé ở vậy, còn giờ cứ ở nhờ bố mẹ đã. Rồi một hôm thấy vợ làm mặt rất nghiêm trọng, bảo vợ chồng mình đi xem đất đi, tìm chỗ nào khoảng 2 tỷ rưỡi thôi, còn hơn 2 tỷ xây nhà chắc cũng ổn, em sẽ cố xoay sở thêm. Tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn vợ, cứ tưởng cô ấy nói đùa. Vì tiền bố mẹ chi cho hai anh em, phần của tôi cũng chỉ được hơn tỷ, mà vợ đòi mua đất làm nhà tận 5 tỷ, chắc bị hoang tưởng rồi. Làm gì có nhiều tiền đến thế em? Thì em dành suốt mấy năm mới được từng đấy. Hóa ra vợ có tiền mà giấu giếm tôi bấy lâu, thực sự tôi cũng phục vợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải thôi. Vợ tôi bán gạo chạy như vậy, giờ mở hẳn thành đại lý lớn rồi,
Mấy năm kiếm bằng đó còn là ít. Cuối cùng chúng tôi cũng mua được đất thổ trong ngõ, không sâu lắm, lại thoáng mát. Đất khu này vẫn thuộc ngoại thành nên rẻ. Bọn tôi làm nhà vẫn còn dư được ít để sắm nội thất. Ngày dọn đến nhà mới, vợ tôi là người có vẻ sung sướng nhất. Cô ấy cứ lau từng viên gạch, từng hạt bụi trên các ngóc ngách, trang trí nhà cửa đâu ra đấy. Không ngờ vợ lại có con mắt thẩm mỹ tinh tế như vậy. Tất cả đồ dùng trong nhà đều một tay cô ấy lựa chọn, tôi chỉ tham gia góp ý thôi. Về nhà mới được 2 tuần thì vợ tôi ốm. Đi viện, bác sĩ bảo cô ấy bị suy nhược cơ thể nặng, phải nghỉ ngơi, tẩm bổ một thời gian. Hôm đấy tôi bảo vợ, thôi em nghỉ ngơi đi, thời gian này vất vả rồi. Tôi mang quần áo của vợ về nhà tống vào máy giặt. Lúc phơi lên, tôi kinh ngạc thấy cái áo lót của cô ấy đã cũ lắm rồi, còn móc meo, mềm nhũn, dây thì xoắn lại, khâu chằn vá chịch ở đường viền. Tôi cứ ngẩn người nhìn cái áo của vợ, rồi vào lục đồ để mang lên viện cho cô ấy thay. Bới tung tủ quần áo lên cũng chỉ tìm được thêm 2 cái cũng cũ và khâu y chang cái áo khi nãy. Hóa ra suốt mấy năm qua, vì kiếm tiền lo cho chồng con, vợ tôi đã bỏ quên cả bản thân. Đến cái áo lót lâu lắm rồi cũng không sắm mới. Càng nghĩ tôi càng thấy thương vợ quá. Tôi quá vô tâm khi không nghĩ tại sao mình lại có căn nhà 5 tỷ để ở, còn vợ thì cứ ngày một gầy còm, xấu đi.